Xin chào bạn. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn list một cái món hàng trong cái source, cái nguồn trong 48 tiểu bang của Hoa Kỳ, đó là lô. Và món hàng chúng ta list lên là một cái cuộn dây điện hiệu Utilitech nhé các bạn. Ok, trước tiên chúng ta vào website lo.com. À, đây ta có cuộn dây điện là Utilitech và 100 feet ha. Rồi ví dụ ta chọn cái cuộn dây điện này là chiều dài là 100 feet và cái dòng mà tối đa cái cuộn dây điện này có thể chịu đựng là 15 ampere và ở Mỹ á, thì cái điện thế dùng là 125 volt và màu vàng. Cái cuộn dây điện này dùng để nới dài và có thể dùng ở ngoài trời mưa gió phải không các bạn? Rồi và ta sẽ vào cái cửa hàng eBay của chúng ta. Ở đây như các bạn thấy ebay.com, tôi vào trực tiếp luôn cái tài khoản eBay của tôi và tôi click vào cái chỗ là selling ha. Ok, và ta sẽ click vào tiếp theo là sell an item, và sell một món hàng các bạn. Rồi ta sign in vào tài khoản eBay. Rồi ta làm thật chậm ha để các bạn theo dõi. Và cái món hàng của chúng ta là cuộn dây điện này, coi như Utilitech 100 feet ha, yellow outdoor extension cord. Thì cái công cụ ta dùng ở đây là, coi như ta sẽ vào title, không bằng builder.com. Rồi ta click vào cái thanh ngang có cái chữ là title builder, ta click vào. Như các bạn thấy cái cuộn dây điện này, cái từ chính là cái thương hiệu là Utilitech và extension cord. Thì ta thử đưa cái từ khóa vào các bạn. Utilitech extension cord. Ta không có màu vàng, ở đây ta có màu nâu, màu đen, màu xanh lá cây cũng tương tự. Thì ta nhìn vào hai cái hạng mục là search, tức là cái website Title Builder nó thu thập, nó thống kê, tức là cái thói quen hành vi người tiêu dùng, tức là người mua, người tiêu dùng khi mà người ta có nhu cầu cần mua cái cuộn dây điện này thì search, tức là người ta sẽ đánh vào cái từ khóa nào là thông dụng phổ biến nhất, tức là extension và cord. Thì ta thấy hai cái thanh ba dài, tức là hai từ khóa này là hai từ khóa mà đa số người mua, người tiêu dùng khi người ta vào eBay mua cái cuộn dây điện thì người ta đánh vào. Và add ra, tức là thêm một số các cái thành phần phụ thêm vào, thì người ta đánh vào cái từ là Utilitech và go và ampere và fit và outdoor 15 60, và những cái thanh kia nó bớt dần không các bạn. Đó, vậy ta thấy về cái từ mà ta cần đưa vào là những cái thanh dài, cái từ search và extra thanh dài là extension cord, Utilitech, go ha, ampere, fit và outdoor. Đó, giờ ta đưa vào các bạn, ta đưa vào
trong cái phần search của chúng ta. Utility tag ha. Ok. Extension call. À, ta mở qua đây tiếp cho coi từ nào nữa các bạn. Ampere outdoor. Ok. À, bao nhiêu ampere đây? Ampere. Ampere thì ta phải đặt tầng trước cho bạn ha. Đây. Ampere. À, dùng có thể dùng được ở ngoài trời. Ha. Rồi ta thử xem cái cuộn dây này bao nhiêu ampere. Là 15 ampere và 12 go. Tức là utility tag outdoor 15 ha. Ok, và ta search xem sao bạn. Good. Và ta sẽ chọn cái category là home garden, home improvement, electrical, solar extension cost. Utility tech outdoor 15 ampere 12 và ta còn 31 ký tự nữa. Thì ta vào tiếp để ta tối ưu hóa cái nhan đề, để khi mà khách hàng ta đánh cái từ khóa đó là cái cuộn dây điện này, thì con bọ của eBay sẽ scan và sẽ pop cái cửa hàng của chúng ta, và trong đó có món hàng là cái cuộn dây điện này sẽ pop lên trang đầu tiên, và những dòng đầu tiên ding dong ha, thì ta mới bán được hàng. Rồi 100 feet và yellow. Right. Chiều dài là 100 feet. Chúng ta thấy ra đây. 100 feet. Và yellow, ta có thể đặt ở chỗ này. Còn 18 ký tự nữa bạn. Đấy. Outdoor volt, 125V và màu vàng rồi ha. 125V màu vàng, thêm 125V vào. Rồi còn 9 ký tự nữa. À, có thể thêm cái từ khóa nào vào nữa các bạn. Ok, nếu mà có thêm chăng thì ta sẽ xem các đặc tính kỹ thuật là specification và đưa những cái tính từ hoặc danh từ vào. À, tạm ổn vậy ha. Ok. Rồi bây giờ coi như ta sẽ đưa cái phần hình ảnh vào. Không các bạn. Nhà máy đây. Ok, đây là hình chính không các bạn. Thì ta sẽ cái hình này vào bạn ha. eBay Store đây. Rồi, cái hình này là hình đầu tiên ta đặt tên luôn. Tension có. Ok. Một cái. Hình thứ hai. Yellow. Thì cái hình đó, từ 2 tới 4 từ, và giữa cái từ ta có một cái hai phần các bạn ha. Rồi. Hai cái. Rồi, ba hình. Hình thứ tư. Ok, thứ tư.
Rồi bây giờ ta sẽ vào cái folder mà có eBay Store. Ta làm việc với các hình này, ta dùng cái phần mềm là snipping. Đây, extension có đây. À, ta mở mở ra. Ta dùng phần mềm là snipping. Ta crop cái hình này lại. Vâng các bạn. Sao ta sẽ rồi. Đây là chili sun co đầu tiên, ok rồi. Xem ta xe vào có đúng chỗ chưa không, cái ta phải xe vào cái chỗ là eBay Store, không mà eBay Store đây. À, ta ghi ký hiệu là ví dụ như là Utilex Extension Core và coi như E đi ha, E1 ta đã edit rồi các bạn ha, E1 cái okay, cái hình thứ hai, cái hình thứ nhất rồi, cái hình thứ hai đây. Xong hình số 2, hình thứ 3. Ba hình nhé các bạn. Rồi ta được ba hình và thứ sáu pop lên trong cửa hàng eBay của chúng ta các bạn. Hình đầu tiên của các bạn là E1, ok. Hình thứ hai two, hình thứ ba ok. Rồi. À, ta không cần bold tức là chữ đậm mà cũng không cần subtitle. Này 4 đô, này 1 đô rưỡi không cần. Và ha. Rồi UBC ta thử vào. Website nhà máy UBC Universal ha, product code. Đây là món hàng UBC item model ở đây, model đây và nó là 4 sao rưỡi các bạn ha. Xem UBC ta không thấy đây, thôi không thấy và coi như đánh giá UBC rồi, ok không có gì ta để chống và tình trạng luôn là new là new. Còn cái hình này là coi như dưới, hồi trước là 400 pixel bây giờ phải 500, dưới thì thôi ta bỏ đi. Ra được hai hình, hình này hình chính các bạn ha, ok. Brand U T L S rồi, model kanji
item number model đây. Model number đây. Copy ta bỏ vào. MBN không có này, đây ta trống. Rồi xong đây ta sẽ copy. Cái thông số kỹ thuật ta bỏ vào đây. Product information. Product information good. Đây thông tiếp theo là cái gì đây? Rồi ta sẽ bung cái specification đúng không ạ? Trang trí nó lớn lên và bold nó đậm lên không ạ? Rồi trời, xong. Rồi, ok. Permission description specification ha, ok. Rồi auto đây, ok good. Rồi fix up a price. Hệ số tại thường nhân 1.4. Đó, cái này các bạn thấy là 89. Coi như là 89, coi như $90. Coi như 14 nhân 9. Giá $126. $126. $125.99 theo cơ Mỹ bạn ha. Rồi coi thời gian là 30 ngày hoặc là cho tới tới khi mà cancel, khi mà mình cancel ha. PayPal, thanh toán bằng PayPal. Check out. Có thể là 15% restock fee áp dụng ha, nếu mà xem thích mà lại không mua. Right. Rewind immediate payment with pay now, mình không cần cái này. Click vào mua thì 1-2 ngày sau trả tiền cũng ok. 14 ngày trả lại money back ha. Apply, good. Chấp nhận trả lại. Flash send to all buyer. Coi như mình free shipping ha cho tất cả mọi người. Ok, free shipping. Cái level này mới căn bản thì mình chưa. Coi như 1-5 ngày các bạn ha. Coi như 1-5 ngày cái này có thể xếp bằng UPS. Ví dụ như chắc cú đi. UPS Economy đi. UPS hoặc là 1-5 ngày hoặc là FedEx 1-5 ngày ok. Handling time, thời gian mà mình cần để lấy hàng hóa mà mình ship đi mà mình post được cái số mà theo dõi hàng hóa đó là mất 2 ngày. Ok rồi xong. Rồi mình list item xem ok không. Rồi ok đây. Đó mình đã bóp ra rồi ha. Coi như $125.99 utility tech outdoor yellow 125V 15A 12G 100 ft extension core và ha. Rồi, ok. Product information đây, ha. Specification đây.
Ok đây. Và coi như đó là new condition ha, free ha. Rồi coi như là 14 ngày money back 125 đô, 59 đô xong. Vậy là mình cái tài khoản này mình có hai món được boost 558 ha. Ok, và cái này. À, đó là tất cả cách thức mà ta list một món hàng trong cái kho Lowe hoặc là Home Depot hoặc là Walmart hoặc là Amazon. Các bạn, và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Xin chào bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn list một cái món hàng trong cái sọt, cái nguồn trong 48 tiểu bang của Hoa Kỳ, đó là Lowe. Và món hàng chúng ta list lên là một cái cuộn dây điện hiệu UGD Tech nhé các bạn. Ok, trước tiên chúng ta vào website lowe.com. À, đây ta có cuộn dây điện là UGD Tech và 100 feet ha. Rồi ví dụ ta chọn cái cuộn dây điện này là chiều dài là 100 feet và cái dòng mà tối đa cái cuộn dây điện này có thể chịu đựng là 15 ampere, và ở Mỹ á, thì cái điện thế dùng là 125 V và màu vàng. Cái cuộn dây điện này dùng để nới dài và có thể dùng ở ngoài ngoài trời mưa gió phải không các bạn? Rồi, và ta sẽ vào cái cửa hàng eBay của chúng ta. Ở đây, như các bạn thấy, ebay.com. Tôi vào trực tiếp luôn cái tài khoản eBay của tôi và tôi click vào cái chỗ là selling ha. Ok. Và ta sẽ click vào tiếp theo là sell an item. À, xem một món hàng không ạ. Rồi ta sign in vào tài khoản eBay. Rồi ta làm thật chậm ha để các bạn theo dõi. Và cái món hàng của chúng ta là cuộn dây điện này. Coi như UGD Tech 100 feet ha, yellow outdoor extension cord. Thì cái công cụ ta dùng ở đây là coi như ta sẽ vào title không bạn, builder build com. Rồi ta click vào cái thanh ngang có cái chữ là title builder, ta click vào. À, như các bạn thấy cái cuộn dây điện này cái từ chính là cái thương hiệu là UGD Tech và extension cord, thì ta thử thử đưa cái từ khóa vào đúng không bạn, UGD Tech extension cord. Ta không có màu vàng, ở đây ta có màu nâu, màu đen, màu xanh lá cây cũng tương tự. Thì ta nhìn vào hai cái hạng mục là search, tức là cái website Title Builder nó thu thập, nó thống kê, tức là cái thói quen hành vi người tiêu dùng, tức là người mua, người tiêu dùng khi mà người ta có nhu cầu cần mua cái cuộn dây điện này thì search, tức là người ta sẽ đánh vào cái từ khóa nào là thông dụng phổ biến nhất, tức là extension và cord. Thì ta thấy hai cái thanh ba dài, tức là hai từ khóa này là hai từ khóa mà đa số người mua, người tiêu dùng khi người ta vào eBay
mua cái cuộc dây điện thì người ta đánh vào, và add ra tức là thêm một số các cái thành phần phụ thêm vào, thì người ta đánh vào cái từ là ví dụ GDTech và go và ampere và fit và outdoor 15 60, còn những cái thằng kia nó bớt dần các bạn đó. Vậy ta thấy về cái từ mà ta cần đưa vào là những cái thanh dài, cái từ sợ và extra thanh dài là extension cord, dù GDTEC, go ha, ampere, fit và outdoor. Đó, giờ ta đưa vào các bạn, ta đưa vào trong cái phần sợ của chúng ta. Dù tí dù tí ly tech ha. Ok. Extension core. Ta mở qua đây tiếp cho coi từ nào nữa các bạn. Ampere outdoor. Ampere outdoor. Ok. Bao nhiêu ampere đây? Ampere. Ampere thì ta phải đặt đằng trước cho bạn ha. Đây. Ampere. À, dùng có thể dùng được ở ngoài trời. Ha. Rồi ta thử xem cái cuộn dây này bao nhiêu ampere. Là 15 ampere và 12 go. Ampere và 12 go. Tức là dù GDTEC outdoor 15 ha. Ok, và ta search xem sao bạn. Good. Và ta sẽ chọn cái category là home garden, home improvement, electrical, solar extension cost. Dù GDTEC ha, outdoor 15 A, 12, và ta còn 31 ký tự nữa. Thì ta vào tiếp để ta tối ưu hóa cái nhan đề, để khi mà khách hàng ta đánh cái từ khóa đó là cái cuộn dây điện này, thì con bọ của eBay sẽ scan và sẽ pop cái cửa hàng của chúng ta, và trong đó có món hàng là cái cuộn dây điện này sẽ pop lên trang đầu tiên và những dòng đầu tiên ding dong ha, thì ta mới bán được hàng. Rồi 100 feet và yellow. Right. Chiều dài là 100 feet. Chúng ta thấy ra đây. 100 feet. Và yellow, ta có thể đặt ở chỗ này. Còn 18 ký tự nữa bạn. Đấy. Outdoor. Volt 125V và màu vàng rồi ha. 125V màu vàng, thêm 125V vào. Rồi còn 9 ký tự nữa. Có thể thêm cái từ khóa nào vào nữa các bạn. Ok. Nếu mà có thêm chăng thì ta sẽ xem các đặc tính kỹ thuật là specification và đưa những cái tính từ hoặc danh từ vào. Tạm ổn vậy ha. Ok. Rồi bây giờ coi như ta sẽ đưa cái phần hình ảnh vào. Không các bạn. Nhà máy đây. Ok, đây là hình chính không các bạn. Thì ta sẽ cái hình này vào. Vậy ha. Store đây. Rồi, cái hình này là hình đầu tiên ta đặt tên luôn. Tension có ok. Một cái. Hình thứ hai. Yellow. Thì cái hình đó, từ 2 tới 4 từ, và giữa cái từ ta có
một cái hai phần các bạn ha. Đó, hai cái. Rồi, ba hình. Hình thứ tư. Ok, thứ tư. Rồi bây giờ ta sẽ vào cái folder mà có eBay Store. Ta làm việc với các hình này, ta dùng cái phần mềm là snipping. Đây, extension có đây. À, ta mở mở ra. Ta dùng phần mềm là snipping. Ta crop cái hình này lại. Các bạn. Sau đó ta sẽ rồi. Đây là chili sun co đầu tiên. Ok rồi, xem ta xe vào có đúng chỗ chưa. Không, cái ta phải xe vào cái chỗ là eBay Store. Không, mà eBay Store đây. À, ta ghi ký hiệu là ví dụ như là Utilitas Extension Core. À, và coi như E đi ha. À, E1. Ta đã edit rồi các bạn ha. E1. Đấy. Okay, cái hình thứ hai, cái hình thứ nhất rồi, cái hình thứ hai đây. Xong hình số 2, hình thứ 3. Ba hình nhé các bạn. Rồi ta được ba hình và sáu pop lên trong cửa hàng eBay của chúng ta các bạn. Hình đầu tiên của các bạn là E1. Ok, hình thứ hai two, hình thứ ba à, ok. Rồi. À, ta không cần bold tức là chữ đậm mà cũng không cần subtitle. Này 4 đô, này 1 đô rưỡi không cần. Và ha.
UPC, ta thử vào website nhà máy UPC Universal ha, product code. Đây là món hàng UPC item model ở đây. Model đây và nó là 4 sao rưỡi các bạn ha. Xem UPC. Ta không thấy đây. Thôi không thấy và coi như đánh giá UPC. Rồi ok. Không có gì ta để trống và tình trạng luôn là new là new. Ở cái hình này là coi như dưới, hồi trước là 400 pixel bây giờ phải 500, dưới thì thôi ta bỏ đi. Ra được hai hình. Hình này là hình chính các bạn ha. Ok. Brand you tí ly đẹp. Rồi model anh chị. Item number model đây. Model number đây. Copy ta bỏ vào. MBN không có này, đây là trống. Rồi xong đây ta sẽ copy. Cái thông số kỹ thuật ta bỏ vào đây. Product information. Information good. Đây thông tiếp theo là cái gì đây? Rồi, ta sẽ bung cái specification đúng không ạ? Trang chỉ nó lớn lên và bold cho nó đậm lên không ạ? Rồi trời, xong. Rồi, ok. Permission description specification ha, ok. Rồi, đó đây, ok, good. Rồi, fix price. Hệ số ta thường nhân 1.4. Đó, cái này các bạn thấy là 89. Coi như là 89, coi như 90 đô. Coi như 14 nhân 9. Giá 126 đô. 126 đô. Trăm hai mươi lăm chấm chín chín theo cơ Mỹ bạn ha. Rồi coi thời gian là 30 ngày hoặc là cho tới tới khi mà cancel, khi mà mình cancel ha. PayPal, thanh toán bằng PayPal, check out. Có thể là 15% restock fee áp dụng ha, nếu mà xem thích mà lại không mua. Right. Rewind immediate payment with pay now, mình không cần cái này. Click vào mua thì 1 2 ngày sau trả tiền cũng ok. Thì 4 ngày trả lại money back ha. Apply good.
chấp nhận trở lại và present to all buyer, coi như mình free shipping ha cho tất cả mọi người. Ok, free shipping. Và cái level này mới căn bản thì mình chưa coi như một cái 5 ngày các bạn ha, coi như một cái 5 ngày cái này có thể xếp bằng UPS, ví dụ như chắc cú đi UPS economy đi, UPS hoặc là một cái 5 ngày, hoặc là FedEx một 5 ngày. Ok, handling time, thời gian mà mình cần để lấy hàng hóa mà mình ship đi và mình post được cái số mà theo dõi hàng hóa đó là mất 2 ngày. Ok rồi, xong để mình list item xem ok không. Rồi, ok đây. Đó, mình đã bóp ra rồi ha. Coi như 125 đô 99 cent. GD Tech Outdoor Yellow 125V 15A 12G 100 feet extension core và ha. Ok. Product information đây, ha. Specification đây. Ok đây. Và coi như đó là new condition ha, free ha. Rồi coi như là 14 ngày money back 125 đô. 29 đô xong. Vậy là mình cái tài khoản này mình có hai món được boost 558 ha. Ok. Và cái này à, đó là tất cả cách thức mà ta list một món hàng trong cái kho lô hoặc là Home Depot hoặc là Walmart hoặc là Amazon các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.